Xin chào, mình tên là Hào. Mình đang là một kiến trúc sư và hiện đang làm giáo viên ở lớp vẽ OS. Mình đang tham gia chương trình lớp vẽ thiếu nhi và ngoài các chương trình cơ bản, các khóa học từ cơ bản đến nâng cao như là acrylic, màu nước, sơn dầu thì có một điểm đặc biệt là lớp vẽ OS có các chương trình sáng tạo theo năm với đa dạng các chủ đề và đa chất liệu khác nhau và kết hợp vẽ nhóm, tham quan các công trình và tham quan các triển lãm về mỹ thuật. Và ngoài ra còn có một cái chương trình mà các bé cực kỳ thích và kể cả giáo viên cũng thích luôn, đó là Sài Gòn Phiêu Lưu Ký, nơi mà các bé có thể ra ngoài ký họa, vẽ ngoài trời và giúp các bé tập cái cách quan sát cái thế giới xung quanh một cái góc nhìn khác hơn. Các giáo viên, mọi người ở đây rất là hòa đồng và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả cùng chung một mục tiêu, đó là đem đến những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp nhất cho học viên. Về kỷ niệm với học trò thì mình có rất là nhiều kỷ niệm. Và có một lần mình nhớ nhất là mình dạy một bé 6 tuổi tên là Bảo Châu. Thì bé đang học lớp 1. Thì mình mới dạy bé bài đầu tiên là bài vẽ bông hoa. Thì mình cũng hướng dẫn như là bình thường thôi. Và bé nói với mình một câu là: "Thầy ơi, con phải con nít đâu mà thầy nói với con như vậy." Thì cái điều đó là mình rất là bất ngờ. Và mình phải thay đổi cách tiếp cận với bạn đó. Mình phải thay đổi cách nói làm sao mà cho phù hợp với bạn. Thì từ đó về sau, mình nghĩ là mỗi bạn, mỗi học viên đều có, nên có một cái cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với từng người thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thường thì các anh chị phụ huynh nghĩ là con của mình không biết vẽ hoặc là không có năng khiếu vẽ thì có tham gia lớp vẽ được hay không. Thì theo lời khuyên của em nghĩ rằng là nên cho các bé thử. Và em tin rằng các anh chị sẽ cảm thấy bất ngờ với sự sáng tạo của bé. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của lớp vẽ OS thì mình xin chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc và sức sáng tạo và cùng vẽ thêm nhiều ước mơ nữa. Xin chào. Lớp vẽ OS cùng vẽ ước mơ. Và các bạn hãy đăng ký kênh của lớp vẽ OS và nhấn cái chuông để theo dõi nhiều video mới nhất của lớp vẽ OS nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ta-da!